Thì nó thách thức nó nhảy xuống sông chứ không phải là nó tắm sông. À, thấp dậu nhảy rồi. Giống như bơi qua sông đó, sông nó bự cỡ từ đây qua từ này nó bự lắm. Trong người Phật cô đơn hả? Ngay chùa còn ngay cái chùa luôn á. Ngay đó luôn. Nhậu xong rồi nhậu đông không? Giống như nhậu là nó kêu thầu mà uống có thằng đó có lon lon mấy rồi. Sông đó nó chạy xiết không? Lúc mà nó hai bé chết rất là xiết. Xiết rồi. Xiết mà nhưng nghe nói lúc đó là nước đang chảy ra. Tắm xong thì sao? Thì nó thách thức nó nhảy xuống sông chứ không phải là nó tắm xong. À, thấp dậu rồi. Nhảy giống như bơi qua sông đó, mà sông nó bự cỡ từ đây qua từ này nó bự lắm. Trong người Phật cô đơn hả? Ngay chùa còn ngay cái chùa luôn á. Ngay đó luôn. Nhậu xong rồi nhậu đông không? Giống như nhậu là nó kêu thầu mà uống có thằng đó có lon lon mấy không? Đây là gia đình của hai đứa luôn hả? Một đứa. Còn một gia đình ở dưới khu Kinh Lạc. Bị hồi mấy giờ? Bị hồi 1 giờ mấy 2 giờ. Rồi có báo bên công an rồi chưa? Công an hồi chiều giờ nó cũng có vớt chứ còn mà vớt tới 7 giờ nghỉ. 7 giờ mới hồi 7 tối này nghỉ rồi. Thì mới 7 giờ nãy đó nghỉ đó. Gia đình giờ sốt ruột muốn vớt thì đêm nay. Vì ở đó nó ngưng cho nên gia đình sốt ruột. Sợ cháu ở dưới nó lạnh lẽo cho nên đụng nhờ ví dụ như có giúp được có thì xuống vớt tiếp dùm cho cái vấn đề mà bên tụi con hỗ trợ tìm kiếm chứ tụi con không có lặn là tụi con làm theo cái phương diện là trong vòng 24 tiếng đồng hồ là tất cả cái thi thể mà đáy xong á sẽ nổi lên thì bắt đầu là tụi con mới tìm kiếm để đưa em lên chứ không có lặn như bên hồi 24. Dạ. Tưởng cái nhóm lặn thì bên kia người ta ngưng rồi cái nhờ bên này lặn tiếp dùm. Giờ lặn nếu mà 14 lặn không ra là bây giờ có chứ thợ nào xuống lặn cũng không ra. Chỉ chờ nổi lên mới kiếm được thôi. Dạ. Vậy ấy thì ngày mai có thể là ngày mai thì đổi mới xuống được. Dạ. Nhưng mà phải báo gia đình, phải báo bên công an là có nhờ bên đây để xuống hỗ trợ tìm kiếm. Nói chung hồi nãy dưới đó đứng cũng hỗ trợ công an cũng kêu rồi, cũng kêu luôn. Công an dưới đó không giờ cứ gia đình muốn kêu ai kêu lắm sang được kêu ăn được chứ. Không có buồn ấy. Họ dưới cũng kêu là nãy nói ai kêu đi mượn xuồng luôn rồi, mượn được hai chiếc xuồng để dưới rồi. Để sáng mai đi vớt xác gì đó vậy đó. Nói chung, công an dưới đó cũng nói rồi. Gia đình cũng tìm đủ mọi cách hết. Để cho cố gắng được sớm. Gia đình ở bên kia điện thoại nhiều tuổi rồi? 18 tuổi. Gần 18 tuổi. Lên năm 18, gần 18 tuổi. Được chứ bây giờ là xuống cũng không có làm tại gì được. Tại vì không có hiểu. Dạ, rồi dạ. Nghe mấy em nó quen nó nói là nhà chú Tám trước cũng nhờ đó. Gia đình nó cũng có nhờ đó. Thành ra nó biết nó giới thiệu rồi tới. Chứ cũng chưa có hiểu là cái giai đoạn của mình chỉ làm có chút sao là thì lúc đầu á mà bên 14 có lặn rồi á thì kiếm có hay không á là chủ yếu lúc đó. Còn lặn không có là mình chờ nổi lên mới kiếm được thôi. Tất cả cái vụ tụi con làm là đều như vậy á. Dạ. Vậy là có lặn rồi. Xong nó nước chảy xiết không? Lúc mà nó hai bé chết rất là xiết. Xiết rồi. Xiết mà nhưng nghe nói lúc đó là nước đang chảy ra. Đứa này nhảy xong là bên đây có cái đám tiền. Là tao luôn tiền không ấy là 5 tiền. Nhà ở đâu lần mà đi vô đó nhậu? Nhà thì ở ngay chùi Quỷ Nghiêm nè. Ngoài này hả? Ở Quỷ Nghiêm nè. Đầu đường đây mà. Còn bé kia thì ở Phú Lạc. Tránh. Và hai bé chết á. Bé gia đình này với bé gia đình kia đó. Đây là gia đình là ba mẹ là... Đây là mẹ, đây là chị ruột. Đây rồi. Là cậu. Còn ba còn ở dưới chờ. Đêm nay ba ở dưới, ba chờ. Vậy hai lần ngủ dưới đó. Nhà thì bây giờ vậy nha, thì bên con sẽ hỗ trợ cho hai gia đình của hai đứa té xong đây. Thì tụi con bên con là hỗ trợ miễn phí hết, không có tốn tiền. Gia đình chỉ mua xăng cho tụi con để chạy cái cano thôi, còn tất cả chi phí là không có tốn gì hết. Thì ngày mai có thể là sáng mai tụi con bắt đầu lên đồ để đi xuống dưới. Chứ bây giờ xuống cũng không có làm gì được. Đó, thì nói trước luôn là bên con chỉ đi tìm kiếm chứ không có lặn. Tìm kiếm thấy thì phải tìm nữa, như là mình phải khoanh vùng theo cái con nước rồi này kia để mình tìm. Chứ giờ xuống lặn, 1-4 lặn không ra thì không có ai lặn ra hết. Dưới có xà lan không? Ngay đó ngay bãi xà lan này luôn. Bãi xà lan này. Ngay chỗ khai thác đá mà. Đá cái. Ý gì là ngày mai giống như ở bên kia bên 1-4 đi, nó lặn bên đây giống với giới vậy. Không, 1-4 hết lặn rồi. Nó lặn hả? Lặn vậy sao hả? Ủa sao nó sáng mai người ta xuống? Sáng mai là người ta xuống tìm cái xác nổi lên thôi.
À, tại vì nghe ông xã nói là bây giờ người ta ngưng rồi, sáng mai người ta làm mới làm lại. Cái công tác đó thì không biết là ở dưới như thế nào, chứ bình thường là người ta chỉ lặn cái thời điểm đầu, thời điểm mà té thôi. Còn cái lúc mà chờ như giờ là chờ nổi lên. Dạ, dạ đúng rồi. Thì có nghe nói vậy. Dạ. Thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì thi thể sẽ nổi. Gia đình sốc ruột quá mới thấy như vậy, mới nói để nhờ các tấm sàng của con có giúp được không thì tối nay để tìm tiếp tiếp cho cái giai đoạn kia. Dạ. Nhưng mà khi tới đây thì nghe các em nói như vậy là hiểu vấn đề là không có chuyên về cái lặng mà chỉ có cái phần ở trên thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó thì tại vì họ cũng không rằng dạ, dạ. Tới để tìm ví dụ như có giúp đỡ gì được cho gia đình. Vậy là mai 14 không lặng nữa. Cái đó tùy theo cái công tác ở dưới cấp chức như thế nào rồi, với cái đó tùy em luôn. Anh Nguyên nói vậy thành ra mình cũng biết cho nên khi nãy ở bên gia đình kia cũng điện thoại lắm, điện thoại đủ chỗ rồi. Thì bây giờ vậy như về nghe chỗ hiện trường có ai ở dưới á, kết bạn Zalo với em gửi cái vị trí qua, cái vị trí ở dưới á qua cái Zalo thì sáng mai cho bắt đầu nó cho mấy anh em xuống, nhưng bây giờ không có xuống được đó. Giờ gia đình cứ yên tâm. Cái số hồi nãy chị gọi á, rồi cứ gửi về dưới á, gửi vị trí cái chỗ mà té á, cái chỗ điện trường á, gửi qua về. Mấy ngay chỗ ngọc của đơn là ngay chỗ luôn. Ngay chỗ luôn á. Bên nào, bên bờ nào? Có như là hai bờ, bên luôn á. Bờ bên Phật cái bên bờ bên chùa là nó bên khai thác đá cũng nó nhậu nhậu bên kia bờ. Cứ gửi cái vị trí qua để em coi cái con sông nó như thế nào, à. Nhánh sông nó ra sao, nước chảy ra sao để em biết, để em tìm kiếm. Nè. Rồi vậy là cứ nghỉ đi, mai tụi con xuống. Rồi chiều chiếc xe đi trái đậu ngay Phật của đơn luôn, ngay chùa luôn á. Đậu ngay Phật. Dạ 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 rồi thôi dạ, dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi. Dạ dạ rồi. Dạ dạ dạ. Rồi mai sáng có gì xuống con gọi gia đình nha. Rồi bây giờ cũng thấy nữa, cũng đang bên nhà bên tí điện chạy qua chứ bộ thì công việc không có nhà quá ai nhà hết à. Cô chú lại ghé đây cầu cứu. Xin bên hội hỗ trợ tìm kiếm thi thể của hai em thanh niên 18 tuổi bị đuối nước hồi lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay nha. Lý do đuối nước cũng là kiểu ngồi nhậu á, thanh niên mà ngồi nhậu cặp hồi xong rồi thách thức theo lời người nhà kể nãy nha, chứ không phải là con thì thách thức đó là bơi qua sông mà biết bơi sao bị đuối. Lúc đó nước cũng xiết mà trời mưa cũng lớn nữa. Đó, giờ cái chuyện nó xảy ra vậy rồi gia đình lúc chiều là bên gia đình bên cái bé kia là có gọi bên hội xin hỗ trợ rồi. Đó, rồi giờ bây giờ tới bây giờ luôn mà gia đình lại khác, mai là tụi con sẽ lên đội đi hỗ trợ. Rồi tới bây giờ luôn cũng giờ cũng 9 giờ mấy gần 10 giờ đêm. Rồi gia đình của bé này nữa là hai gia đình khác nhau. Nó qua bên nhà sư phụ để kiếm sư phụ, mà không có sư phụ nhà con mới chạy qua để xin hỗ trợ. Thì giờ tự ra ngày mai cũng có ca, giờ con không biết làm sao để xin sư phụ tập cái ca này là ở sông Sài Gòn nữa nha, ở Bình Chánh. Ở đây Phật Cô Đơn nữa nha. Chắc sáng mai cho mấy anh em lên đường sớm để hỗ trợ giúp cho gia đình, chứ thấy hai cái sinh mạng đang nằm ở dưới cũng tội. Còn bốn này kia rồi cũng đã tìm kiếm rồi cũng không được, bên công an cũng có nói là nhờ bên đây cũng được. Thì từ cái câu chuyện nó ra sao như thế nào thì chắc ngày mai con sẽ tiếp tục cập nhật cho cả nhà xem để hiểu rõ câu chuyện hơn. Ngày mai cho nhà biết được cái câu chuyện hai em lý do tại sao xảy ra cái sự việc như vậy. Rồi thì thôi chắc con xin phép chào cả nhà tại đây. Cả nhà hãy chào và đón xem video ngày mai anh em lên đường để hỗ trợ tìm kiếm hai thi thể em thanh niên 18 tuổi lại Bình Chánh nha cả nhà.